sợ ma. Hello Bông Su. Hello chị Nhi nửa lứa. Quần què. Anh hai ơi. Ơi. Anh hai ơi, cho em đi chơi một kèo rồi. Kệ em đi, em mời người đi. Đang gọi. Hello. Hi everyone. Ôi dậy thì bổ bổ màn hình cho tôi đấy các bạn. Chơi đi. Chơi với ai nào? Mình về đội ai? Hai chị em mình một sánh. Chơi, mày bấm đi. Puka, anh ơi cho em chơi một kèo với. À đừng. Cho em chơi. À không. Alan. Yes. I love you. Sợ ma. Bà. Bà bắt đầu bà. I miss you. I miss you, Bông Su. À đây mẹ bảo mọi người nhấc tay vừa thôi. Ông Dung Duyên đâu rồi đã? Đạt ơi. Đạt đâu? Ông Dâu Ria đâu rồi? Raju á? Dâu Ria đâu? Raju không biết đã ngủ chưa? Alo, tôi chẳng nghe đến gì cả. Mày có nói gì không? Nghe đến chưa? Anh ngủ nhảy quên tao tập tiếng phải. Nghe cay thật. Xin lỗi. Hả sao mình cứ hỏi không thể là nói gì. Chị Vũ. Tất cả tiếng người ta cứ gọi. Anh Minh ơi. Minh này với con nhỏ. Đạt, ông Dâu Duyên đâu? Không biết đã ngủ chưa? Ở đang ở trên phòng, không biết đã ngủ chưa? Mày gọi xuống cho tao gặp lại. Mày đi gọi đi. Đã từ đã. Đi đi gọi Dâu Duyên xuống đi. Hay là chắc là đi ngủ rồi. Tao không bỏ Dâu Duyên lắm. Mày gọi Dâu Duyên cho tao gặp Dâu Duyên. Chín mấy rồi đấy? 98. Anh giàu từ từ tao không quê. Hỏi cảm ơn ông. Em top 98 cho cảm đấy. Ơn nữa mà không cho cảm ơn à? Thế không cho cảm ơn thì cho thơm một miếng nhá. Alan trai vô. Em sắp lên top 97 rồi đấy, đừng có đùa đi. Ghê không? Chơi vô, chơi vô, chơi vô. Nhưng mà chị thấy em kinh không? Ai được top 11 đâu mà biết. Mày thấy Alan đẹp trai không? Thôi mày tí mày lên đầu tao mày ngồi bây giờ ấy. Không. Mày bớt lại, mày tém lại. Em thì nên top đến top 50 thì đã cao rồi. Thôi, thôi, thôi. Tí nữa mày lên top 1 mày ngồi cho nó mát ý. Điên à, thần kinh. Chả thế.
Nhìn lại có đọc được comment không? Được mà, em đọc được mà. Nhà em thì được vỗ màn hình nhiều đây này. Nhà em có 11M vỗ màn hình, không phải đơn giản. Ừ, chị mới về bên Hà Nam. Mới xem mặt về mát trên đường Hồng Hà. Dạ vâng ạ. À, chuyện là em mới có mở chi nhánh kinh doanh ở đường Hồng Hà ấy. Nên là mong mọi người vào cái video mới nhất của em, mọi người xem và mọi người nhớ mà có đi ngang qua, mọi người ủng hộ em một món đồ nhá. Không. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì hiện tại em đang rất muốn hợp tác và mở thêm nhiều chi nhánh nữa. Nên là ai mà muốn mở thêm cơ sở hoặc chi nhánh gì thì em sẽ là nhà đầu tư chính. Nên là mọi người yên tâm nhá. Liên hệ với em. Chị đầu tư à? Thế thì chị đầu tư cho em là hợp lý đấy. Ờ được. Mà em muốn mở cơ sở chi nhánh ở đâu? Ở đâu còn đâu mới nói nhé. Thế mày vào xem đi, mày xem chi nhánh mới nhất của chị ở trong trang cá nhân TikTok xem có được không? Thì kệ chị. Thì mày vào xem đi, tao tài trợ chính ngoài cổ đông lớn. Em là cổ đông lớn nhất đấy à. Như là đầu tư uy tín. Cảm ơn Cha Giang. Thank you, terima kasih, Kaka, Lydia. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đã đây mày vừa